Hello và xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại tới channel của mình. Thì mình là Tiến là The Gaming đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm cái video về Mini World sinh tồn núi lửa tập thứ 12 nha mọi người. Thì ok, trước khi vào video mọi người đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký channel của mình để ủng hộ mình nha. Ok mọi người, thì trong tập trước đó mình đã đi đánh em boss tượng cổ và kiếm được cái đầu của em tượng cổ để hiến. Bây giờ mình đã, nói chung là mình đã đủ các thành phần, một đủ các vật liệu để hiến tế, để triệu hồi emote núi lửa đó mọi người, rất là xịn sò con bò luôn. Thì trong tập hôm nay mình sẽ không có đi đánh boss núi lửa đâu nha mọi người. Thì trong tập hôm nay mình sẽ dự định là sẽ gọi là thu phục dân làng, bởi vì có khá là nhiều bạn kêu mình là hãy thu phục dân làng đi. Thì trong tập hôm nay mình sẽ thu phục dân làng nha mọi người. Ok, thì trong thời gian giữa tập đó mọi người, mình có đi tìm cái biển đó mọi người, và mình đã kiếm được khá là nhiều cái mảnh vỡ gì ta, cái này là lưu hình đúng không ta, mình cũng chả biết nữa, cái này bột đá phát sáng hay gì đó. Và ok, như thế mình được kiếm được 19 cái và có thể làm được bao nhiêu cái ta, và có thể làm được 19 cái cây gậy là có thể triệu hồi được 19 em dân làng đó mọi người, khá là xịn sò luôn. Thì mình dự định là sẽ xây một cái ngôi nhà cho, một cái chỗ ở cho mấy anh dân làng luôn nha mọi người. Còn bây giờ mình sẽ chuẩn bị dụng cụ đầy đủ và bây giờ mình sẽ bắt đầu xây cái nhà của mấy anh dân làng luôn nha. Ok mọi người, thì mình đã xây xong cái nhà cho mấy anh dân làng này. Thì cái đây cũng là một căn nhà nhỏ xinh xinh thôi. Và mình dự định nếu nhiều anh dân làng mọi người, mình sẽ đập cái bức tường này và đào sâu vào bên phía trong mọi người, để mình làm thêm, đặt thêm, tạo thêm những cái khoảng trống để đặt những cái giường á, làm cho cái nhà này rộng hơn một tí xíu. Và nói chung bây giờ thì mình chỉ còn ít mấy anh dân làng thôi, bởi vì nhiều cũng chả để làm gì đó mọi người, nó mình sợ nhiều nó sẽ bị lắc máy á, nên mình sẽ dự định là sẽ làm khoảng 5-6 em vậy thôi. Và nói chung là bây giờ hiện tại mình đã làm được có 4 cái giường thôi, bởi vì hiện tại mình hơi bị thiếu lông á mọi người, hơi bị thiếu cái bông, cây bông nè. Và ok, để bây giờ mình sẽ vô trong thử, mình coi thử còn bao nhiêu cái bông nữa. Hiện tại là hình như là mình hết bông rồi sao á. Để mình chạy qua vô nhà mình thử trong cái rương, coi thử là còn đủ bông không. Thì với cái lượng bông lúc nãy, nói chung là lúc nãy mình đã vét hết được có trong này còn bông nè. Rồi và
Bây giờ mình sẽ chế tạo thêm mấy cái giường nha mọi người. Thiếu gỗ nữa. Ok. Và để bây giờ thử làm được bao nhiêu nữa. Ok, làm được khoảng 3 cái giường đó mọi người. Và ok, bây giờ mình sẽ đặt một cái ở này. Và còn... Ồ, cái này là cái của mình. Mình cứ nhầm là cái của mình. Và mình sẽ chế tạo thêm 3 cái giường nữa. Một cái ở này. Một cái ở này, một cái ở này. Ok không ta? Không, mình sẽ đặt như thế này đi. Đặt như thế này nè, cho nó tiết kiệm cái khoảng trống một xí. Đó, mấy anh dân làng vô thì mấy anh xem này sẽ tìm phòng và mấy anh tìm cái giường và mấy anh sẽ ngủ. Thì chắc trong thời gian hết tập á, mình sẽ đập cái bức tường này đi. Và nói chung là sẽ di dời vào đào sâu hơn phía bên trong nữa để tạo ra nhiều khoảng trống cho mấy anh dân làng mọi người. Và ok, còn bây giờ chắc bây giờ mình sẽ bắt đầu triệu hồi thu phục mấy anh dân làng thôi. Đầu tiên thì mình sẽ chế tạo một cái lửa trại nha mọi người. Thêm một cái ở trong nhà nữa đi. Đó, thì chế tạo một cái lửa trại. Và đây, bây giờ mình sẽ đặt ở trước cái nhà đây đi. Mình sẽ đặt ở đây đi. Đó, ok, nhìn có vẻ hợp lý đó. Và mình sẽ đặt một cái ở trong nhà luôn. Đó, thì có khi nào mấy anh rảnh thì mấy anh vô nhà sưởi ấm các thứ. Ok, và tiếp theo là mình sẽ chế tạo một cái vật tổ làng hay sao á. Đây, một cái vật tổ làng thì chúng ta cần những cái thứ này. Thì ok, để bây giờ mình vô nhà mình chế tạo luôn. Không biết là mình còn cái trái cây ăn quả không ta. Đây rồi, may quá còn hai cái. Thì mình sẽ lấy một cái và một cái cục ngọc đá lam. Đây, đá, không phải đá lam, đây là cục gì ta? Khổng tước à, đá khổng tước à. Và còn một ít đất. Và ok, như vậy là ổn rồi đó. Và bây giờ mình sẽ chế tạo luôn. Cái đó cần bao nhiêu ta? Cần ba cái cục đất nè. Còn cục một cái thuốc nhuộm màu đỏ. Thuốc nhuộm màu đỏ thì đây, công thức này luôn. Ok, như vậy là đủ rồi. Đó, chế tạo một cái vật tổ làng luôn mọi người. Rồi, và bây giờ mình sẽ đặt ở đây. Ok, nhìn có vẻ xịn sò đó. Nhưng mà chỗ này hơi bị vướng mọi người. Mình sẽ đào ra một xí, lấy cái cuốc của mình đập ra. Chỗ này hơi bị vướng khúc sau mọi người, mình sẽ dịch lên phía trước đi. Đặt ở đây, dịch ở đây nè. Và cái lửa trại mình sẽ đặt ở đây. Ok, nhìn có vẻ là ổn áp rồi đó. Và ok, bây giờ mình chỉ còn việc là đợi trời tối nữa thôi. Mình phải lấy thức ăn nữa mình chứ. Mình quên mất, mình chưa chế bánh mì nữa mọi người. Khá là mình quên việc đó luôn á. Nếu không là sáng mai là mấy anh thiếu bánh mì là mình phải đi làm nữa, mệt lắm. Và để bây giờ mình sẽ xem thử lúa mì mình bỏ đâu. Đây rồi. Khá là nhiều lúa mì luôn. Và ok, vô nhà mình sẽ mình sẽ nấu hành bánh mì hết nha mọi người. Và chúng ta thiếu gì nữa không? Thiếu một ít thịt để dụ mấy anh mấy dã nhân đó mọi người. Và mình còn thịt trong đây không ta? May quá còn 3 cái đùi gà mọi người. Nên thật sự. Nhưng mà trời mưa luôn, mất tiêu rồi. Kỳ cục thật sự. Và ok, để bây giờ mình sẽ chế tạo cái bánh mì đi. Ok rồi mọi người, thì nói chung là mình đã nấu được rồi nè. Ngồi nãy giờ cũng chưa nấu được cái bột luôn mọi người. Ok. Ồ, cái nồi này nấu nhanh ghê. Ok, xịn. Hình như cái nồi bằng sắt thì sẽ nấu khá là nhanh đó mọi người. Còn cái nồi bằng đá thì nấu khá là lâu. Và ok, để mình chế tạo bánh mì đã. Cái này bên này thiếu lửa. Sao cái lửa này mình... được rồi. Sao cái lửa này mình đốt một tí xíu này nó sẽ tắt ta? Sao mọi người? Mình đốt một tí xíu rồi nó tự nhiên nó tắt hả? Mình chả hiểu luôn á. Chả hiểu luôn, đốt một tí xíu là tự tắt luôn. Ơ kìa, chả hiểu kiểu gì. Nó bị sao rồi, có vấn đề gì rồi. Thôi nói chung thôi mình dùng cái nồi bằng đá đi. Đốt nồi bằng sắt đi. Cái nồi bằng đá nó hơi bị có vấn đề mọi người. Ok, và bây giờ cũng sắp xong rồi. Đó, và chế tạo 28 ổ bánh mì thôi. Ok, xịn sò luôn. Rồi, và bây giờ mình sẽ ra ngoài kia để mình dọn bớt đồ của mình lại đã mọi người. Mình chưa chế tạo cái cây gậy nữa chứ. Và đầu tiên, hiện tại thì mình có bao nhiêu cái giường? Hình như là có 7 cái giường trong đó. Thì mình sẽ chế tạo 7 cái đi. 7 cái cây gậy. Rồi, chế tạo thêm vài cây nữa đi. Chế tạo thêm đủ 10 cây đi cho nó chẳng mọi người. Rồi, và ok, hiện tại thì nó chưa có liên kết lại với nhau mọi người. Nên nó khá là chiếm chỗ của mình luôn. Rồi, để bây giờ mình sẽ cắt bớt vài thứ đồ lên tinh vào trong đã. Ok, và bây giờ mình sẽ chờ cho trời tối nha mọi người, để mấy anh dãy nhân gọi là thức dậy và gọi là rượt đuổi mình các thứ để mình dụ mấy anh, để mình thuần hóa lại nha. Và ok, để bây giờ mình nghĩ thử có mấy cái anh nào không ta. Ok, có cái anh này nè, để mình đẩy thử anh có theo mình không.
Anh này cầm rìu luôn, kinh thật sự, kinh kinh kinh. Để bây giờ mình thử là buổi sáng có thử có thu phục được dễ nha không nha mọi người. Để bây giờ mình nấu cái này lên. À ok kinh, anh này thì kinh rồi, đánh dám đánh mình luôn. Ok đẩy tiếp đẩy tiếp. Sao anh? Mình sẽ đánh một cái cho anh này theo mình. Rồi. Và trời tự nhiên bắt đầu tối luôn rồi. Và ok để bây giờ mình dụ anh này thử. Anh này có theo mình không ta? Bên này có thể thu phục được không? Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Ơ kìa, sao nó vẫn theo mình? Anh đó đang buồn ngủ. Là bây giờ phải là buổi sáng thì không có thể thuần phục được thu phục được mấy anh nhân làng đâu mọi người. Có buổi tối thôi. Và ok để mình nghĩ thử. Hiện tại là hình như là 19h45, 8 giờ gì đó, hay là 20 giờ gì đó thì mấy anh này mới gọi là tỉnh dậy nha mọi người. Ok và một anh dễ nhân đầu tiên để nhảy múa bay lắc các thứ rồi nè mọi người. Ok, xin sao. Và nếu bây giờ mình sẽ đặt cái bánh mì xuống và hình như để mình thuần phục em này luôn. Rồi ok luôn. Bị xỉu đi, xỉu đi. Ok rồi. Nè. Anh đã để ăn rồi nè mọi người, ăn rồi. Và ngủ đi. Ủa chưa xỉu luôn à, lâu thế. Ủa nó vẫn cầm cái rìu trên tay thì không biết tí nữa nó có cái lúc trở thành nhân loại nó có cầm cái rìu nữa không mọi người. Và bạch ok, ui và trên tay vẫn cầm cái rìu, ok xịn sò luôn. Ok mất tiêu luôn rồi. Ok và nói chung là thu phục được anh này rồi. Chỗ trong này này, chỗ trong này này, cái giường ngủ ở trong đó kia, chỗ trong này, chỗ trong này. Anh nhân làng này không hiểu chuyện rồi, anh đi đâu đó. Rồi xong luôn, anh nhân làng này anh không hiểu chuyện rồi. Và để mình xem, mình xem thử ở trong nhà mình còn có đồ sống nào không. Còn miếng hai miếng thịt này, ok. Và để bây giờ mình sẽ ra ngoài, mình đi săn thêm mấy anh nhân làng. Ok, cái anh này không hiểu chuyện hay sao á. Anh cứ đi đâu vòng vòng này, cái chỗ nhà thì cái giường thì chỗ này mà mấy anh cứ đi đâu ra tít lít bên kia kìa. Tí nữa dân làng, tí nữa mà zombie đánh là xong luôn. Ok và bây giờ mình sẽ chờ anh này xuất hiện lại. Cánh kia đi đâu xa rồi, xong rồi mọi người. Nó bị toan rồi đó. Rồi ok, xỉu đi. Ok, ôi chưa. Cứ tưởng là được rồi. Anh nhợ nè. Ui, mấy anh bắt đầu đông rồi nè mọi người. Becky vô làng đi. Becky vô ngủ đi. Ôi sao mấy anh này không nhảy múa ta? Ôi kìa, mấy anh này cứ nhìn mình sao mấy anh này không nhảy múa. Rồi xong, hình như là nó có vấn đề rồi mọi người. Để mình bắn bớt mấy anh này đi. Đó, bắn bớt mấy anh bên ngoài đi. Bởi vì anh không nhảy múa đâu mọi người. Và ok, đánh hai anh này. Và ok, chịu hồi lại. Rồi, cho anh này ăn bánh mì luôn. Anh này cũng vậy. Ok, và đây rồi. Và vô trong phía trong nè, giường ngủ mấy anh phía trong nè. Ok, mấy anh này. Bên này không hiểu chuyện rồi mọi người. Mấy anh này cứ đi đâu. À, có một em cầm cung xa xa rồi. Và đợi em này xuất hiện luôn. Đó. Ok. Mình đã được 4 anh rồi đúng không? Ủa, anh kia nữa kìa, có một anh cầm cung xa xa nữa kìa. Thì vô trong ngủ đi mấy anh này. Đó, anh này biết điều nè. Đó, ok. Và mình sẽ thu thần khó này luôn. Ok, này ngủ rồi. Rồi, ok, xịn luôn. Và mình còn 6 con cái nữa nè. Coi là có thể thuần phục dụ thêm được mấy em nữa rồi. Cái anh kia có đi đâu kìa? Ok, rồi. Được thêm 2 em nữa. Và bạch, ok. Được rồi. À, hiện tại là được 5 em rồi. Đó đi, để mình thuần hóa mấy em này luôn. Đây, một em. Ôi, cái em gái này có một em bé gái này, ok. Và em này chưa đó luôn hả? Ok. À, đây rồi. Thêm một em nữa, ok, xỉn luôn. Đi vô trong nhà đi. Rồi, thêm hai em bắn xa nữa kìa. Ok. Mấy anh này để ăn. Em kia hình như đang bị kẹt hay sao á. Không bị kẹt. Và anh này chạy vô nhà ngủ đi. Anh kia nữa, cái anh kia cứ đi đâu xa thì xa luôn á. Còn anh này không chịu vô nhà nè. Kỳ cục kia. Anh bị kẹt ở ngoài đây nữa. Ok. Kỳ cục.
Phàm, ngủ đi ngủ đi. Hai em này hay quá. Ok, ngủ chưa ngủ chưa? Nằm y ra ngủ đi. Rồi đây rồi đây rồi. Thời cơ của mình. Còn ok. Ok, thời cơ của mình như thế là được. Hiện tại là được nhiêu em rồi? Mình còn 3 cái nữa. Ok, hiện tại là được 7 em rồi mọi người. Phàm. Ok, em này. Tự nhiên em có hiểu quá nhân phát hiện ra mình. Ok, em sẽ chạy đi thật xa, thật xa, thật xa. Núp, 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 đi núp thôi mọi người, đi núp thôi mọi người. Ok, có, anh này quấn cái dân làng của mình. Mấy này đi vô ngủ đi. Ok, mấy này không chịu nghe lời mình nhé. Ok, và thiếu một anh nữa mọi người, nãy mình chưa, à, anh bên kia luôn. Ồ, thế là 8 anh rồi mọi người. Từ để mình đập xong em này, mình sẽ đi ngủ luôn nha mọi người. Ờ, à, đây. Ok, ngủ rồi, ngủ rồi, ngủ chưa, ngủ chưa, ngủ chưa. Rồi, để rồi, thêm một em nữa thôi. Ok. Ok, đây rồi, đây rồi. Và đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ, lẹ, đi ngủ, lẹ. Để mấy anh, trời sáng anh kia đi ngủ hết. Đỡ tấn công nhân làng của mình. Rồi, ok, ok, xịn sò, xịn sò. À, đập cái giường này ra. Ờ, mấy này đó chưa ta? Cho anh này bánh mì. Chưa đó luôn à? Anh kia đó chưa? Này đó chưa? Ok, ok. Anh này nữa, anh này nữa. Ok. Này đang bị kẹt à? Ô, mấy này đang bị kẹt, cứ chui vô. Rồi, ok, ok, ra rồi, ra rồi. Và không biết là mấy này. Ok, ok, mấy này đang tụ tập hát hò các thứ này. Hình như là thiếu một cái giường nữa đúng không mọi người? Để bây giờ mình sẽ đi ra ngoài, mình làm thêm một cái giường nữa đi. Mình sẽ đập. Mình sẽ thu hoạch mấy cái cây bông này. Đó, mình sẽ làm thêm một cái giường nữa. Bởi vì hiện tại đang có 8 em nhân lãng rồi mọi người. Thiếu một cái giường. Rồi, ok. Ok, được 6 cái cây bông rồi. Và thiếu một ít gỗ. Để bây giờ mình xô, mình vô, mình chế tạo thêm một cái nữa. Ok. Cái này. Ok, nó cứ vô nhà mình chả biết làm gì luôn. Rồi, và bây giờ mình sẽ đặt một cái giường ở trong đây đi. Mấy anh này đang bị lăng nhăng quá mọi người. Vô trong nhà không à, đi ra ngoài chơi nè. Hay là mình sẽ đập cái ở trong đây đi đi. Hình như cái trong này là mấy anh này bị kẹt hay sao á. Hiện tại thì bây giờ mình sẽ đập cái ở trong này ra. Đi ra ngoài chơi đi mấy anh ơi. Rồi xong mình bị kẹt luôn. Rồi ok ok ok. Ok ok. Mấy anh này đang khá là đông quá mọi người. Chắc bây giờ mình sẽ phân chia nhiệm vụ cho mấy anh này đi. Không biết là trong nhà mình còn cái đồ gì không. Để mình xem thử. Mình vét vớt vát được trong nhà mình có cái đồ gì không. Có một cái cây cuốc bằng sắt. Ok. Và có mấy bộ giáp này mọi người. Thì mấy bộ giáp này mình sẽ cho cái anh gọi là tấn công. Anh bảo vệ làng. Mình sẽ xem thử có cái kiếm không. Ai có một cái kiếm bằng sắt luôn. Một cái đây. Rồi một cái nón bằng kim cương. Có cái nón sẵn bằng kim cương khá là tiện lợi. Rồi và mình sẽ chế tạo một cây cái hiệu cái cờ để tấn công mọi người, để anh có một anh bảo vệ dân làng nữa. Thì cái cờ tấn công hình như làm bằng hướng nhựa màu đỏ hay sao á. Cái cờ tấn công đây rồi, thế thì anh đó có thể bảo vệ làng rồi mọi người. Hình như mấy anh này là mấy anh đánh xa thôi mọi người nên không cho được. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái kiếm là cho mấy anh đánh gần đi. Hay cho anh nào đẹp đẹp đây ta. Đây rồi, ủa anh này cũng là đánh xa à. Hay cho anh này đi, một anh đầu xù. Và mình sẽ cho giáp cho anh này luôn. Ok. Rồi cho anh này cái. Mình sẽ cắm cờ ở đâu đây ta. Sẽ cắm cờ ở đây đi là bảo vệ cái căn nhà của mình. Cái anh cầm kiếm ở đâu ta. Ok. Anh này đi ngủ mất tiêu rồi. Cho anh này cái. Ok, đứng dậy coi. Anh này không chịu đứng dậy để mình cho cái bộ giáp luôn mọi người. Rồi xong rồi anh này ngủ khò khò luôn rồi mọi người. Hiện tại thì 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 cái giường nhưng mà hiện tại thì chỉ mới có 3 cái giường là được xác nhận chủ thôi mọi người. Còn thiếu khá là nhiều giường. Và ok, sao mấy anh này tập trung ở chỗ này đông vậy? Còn ok, sao cái anh này chưa dậy luôn mọi người? Ok. Chưa dậy luôn. Khá là mệt mỏi. Hình như là mình thiếu một cái, có một cái anh lúc nãy bị dã nhân đánh á, nó đang bị mất máu đó. Để mình xem thử anh đó là anh nào mọi người. Anh này phải không? Không phải. Mấy anh này mình cho cuốc được không ta? Xem thử mình cho cái cuốc để mấy anh làm nông được không nữa. Cái cuốc, anh này làm nông được nè mọi người. Ok, xịn. Và hình như là mình đang bị thiếu dân số hay sao á. Mình bị thiếu một cái anh dân làng rồi. Ui. Rồi xong luôn, mình lỡ cho anh này cái kiếm kim cương của mình rồi, xong phim luôn. Ok ok, để mình đổi lại thôi. Để mình chế tạo thêm một cái kiếm nữa mọi người. Và cái anh này nữa, ghét chùm nhất là cái anh này. Đổi đi, đổi.
Ok, làm sao để đổi được đồ với anh đó mọi người biết không? Nếu mọi người biết thì mọi người đừng quên để lại bình luận bên dưới nha mọi người. Cái hiện tại thì mình gọi là hiện tại không thể đổi được với em đó luôn rồi. Ok, anh nào vậy? Sau này tự nhiên chết luôn rồi. Ok mọi người, thì nói chung là mình đã thu phục thần hóa được khá là nhiều anh dân làng, nhưng mà mấy anh này khá là ngu ngốc luôn, mà thật sự luôn á mọi người, làm loạn cái chỗ mình ở luôn á. Mấy anh thì không có giường đi tùm lum tùm la hết, còn mấy anh thì còn lấy cái thanh kiếm kim cương của mình, rồi bây giờ mình chả biết cách nào để lấy lại luôn. Và cái anh này cứ vô trong mình cứ nhảy múa hồi, mình sẽ đập cái chỗ này ra đi. Anh này cứ vô trong nhà mình cứ nhảy múa hồi luôn á. Hết nhảy múa chưa, đi ra ngoài đi, đi chơi với mấy bạn đi. Cái này hình như là bị cô lập hay sao mọi người, toàn đi chơi vô nhà mình chơi không, không chịu chơi với mấy bạn gì hết. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ cất bớt đồ vô. Ok, hình như anh đó lại vô, chán ghê luôn mọi người. Đập ra cho mấy anh này đi chỗ khác chơi đi, đi về nơi sản xuất đi. Ok, nó không biết là có đi về được chưa, chơi với mấy bạn đi kìa. Mình sẽ đẩy anh đó đi về chơi với mấy bạn nha mọi người. Đây, đẩy về. Đẩy về. Ok, đẩy cũng sắp tới rồi. Chơi với các bạn đằng sau lưng kìa. Sao anh này bị sao vậy? Hình như anh này bị cô lập rồi, sao mấy bạn không chơi với anh này nữa rồi? Cứ vô nhà mình chơi hồi. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ đặt cái nồi lại đi. Tự nhiên làm vô nhà mình phá phách các thứ, chán thật sự mọi người. Rồi, và ok, chắc bây giờ mình sẽ kết thúc tập này tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay thì mọi người đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký channel của mình để ủng hộ mình nha. Ok, tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau nha. Bye.